YouTube đấy. Và công ty kiến trúc ZenHouse xin được trân trọng chào mừng quý bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Tiếp tục chương trình giới thiệu các mẫu nhà và xây dựng ngày hôm nay, công ty ZenHouse sẽ đưa các bạn đi tham quan một cái móng đang được buộc dầm thép và chuẩn bị đổ bê tông. Một cái dầm móng thép, các bạn quan sát cái dọ này thì gia chủ đi là 1m2 vuông, 1m2 và phi là phi 14. Không, cái dọ này là phi 14 mà. Còn dầm này thì gia chủ đi là phi 20, 4 cây phi 20, 4 góc và 4 cây phi 16 ở giữa, 2 cây trên, 2 cây dưới, và một cây trên, một cây dưới và 2 cây kẹp hông chống phình. Nếu mà 16 và 20 này thì nó chỉ tương đương với 18 nhỉ. Bé bù to đúng không? Thì tương đương với 18 nhưng mà nó lại cái sống này nó sẽ có gánh, độ gánh khỏe hơn đúng không? Tương đương thì có thể dính tương đương nữa, người xã ấy vẫn hơn. Ông đang nói là về kinh tế cơ mà bác, về tiền cơ mà. Cái dầm móng thép này thì gia chủ ép cọc bê tông với mỗi đài này là 4 cọc và sâu là 2 tầm. Các bạn có nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ thì hãy liên hệ với số điện thoại trên màn hình. Dầm này là dầm 600. Vâng. Nguyên móng thôi à? Đây, cái sắt dọ này là đi phi 14. Còn sắt cột này là phi 16. Lồng giữa này về 1m4 à? À, lồng giữa này 1m6. Lồng góc là 1m2. Mà lồng giữa này là 1m2, 1m6, còn lồng góc là 1m2, 1m2. Này là đi là lồng này là phi 14. Và đây là đá cát đây để đổ bê tông đây. Cái móng này với diện tích chiều mặt tiền là 5m rưỡi và chiều sâu là 16m. Không ăn à? Vào cầm cái gầu, cái ấy hót này đi ra